Ê, dừa 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 ơi Ôi, dừa. con người đi, con người đi. Chết chết chết, con người con người. Ê. Sau đây thì hôm nay trời không có được bình thường nữa mọi người, mà hôm nay trời nắng quá, nắng gắt muốn vỡ cái đầu luôn á. Trời ơi nắng giờ mà nắng quá trời quá đất à. Thì bởi vì hôm nay trời nắng nên Su sẽ không làm về những cái content đá thêm cót hay là gạch solo hay là tán em chơi mưa, mà Su sẽ làm về content ghép ngẫu nhiên nha mọi người. Đấy biết đâu tìm được chân ái của đời mình thì sao, đấy biết đâu gặp một anh chàng đẹp trai để mình có thể tán tỉnh, hay là một em gái dễ thương để có thể giới thiệu mọi người tán tỉnh nè. Đấy bây giờ mình sẽ tạo thêm hai nha mọi người. Đó thì trước khi mà vào video thì mọi người hãy nhấn like, subscribe và nhớ nhấn cái chuông để mỗi lần mà xuất ra video mới thì mọi người sẽ có thông báo sớm nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm chọn nha mọi người. Ây ơi, ra vừa khúc đấy. Ôi, tôi bắt chuyện mọi người. Alo, alo, bạn ơi, alo. Ui, giọng dễ thương quá vậy. Bạn ơi, bạn là gái hay là trai vậy? Ui, đoán xem mà đoán được. Mà giọng dễ thương quá à. Nhưng mà nhìn cái tên riêng riêng nhờ. Hình như mình thấy ở đâu đó ấy. Ủa, hình như bạn là Nguyễn Thanh Dứa đúng không ta? À, phải không nhờ? Ui, trời ơi mọi người, gặp idol mọi người ơi. À, Dứa ơi, Dứa bao nhiêu tuổi vậy? Dứa bao nhiêu tuổi vậy? Wow. Ủa 18 ở giờ là bằng tuổi nhau rồi. Tôi cũng 18 nè. Trời ơi. Ôi tự nhiên ghét ngẫu nhiên gặp idol mọi người ơi. Nhưng mà tự nhiên sao hôm nay Dứa lại đi ghét ngẫu nhiên vậy? Một bạn nào đó chị không? Wow. Ê, trời ơi. Nè số này được không? Trời ơi dễ thương quá à. Thương quá vợ. Thích quá trời quá đất. Ây dưa ơi, ở chỗ đây có người nè, có một tên nè. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Trời ơi, chắc tái dữ lắm á. Thôi không nhờ mọi người đâu mọi người. Giờ này số tái dữ lắm mọi người. Đúng rồi. Trai gái không quan trọng, chơi hết luôn. Dứa ơi, Dứa ơi, Dứa ơi. Alo, Dứa ơi, Dứa ơi. Dứa có người yêu chưa vợ? Có người nè, tôi đó. Wow. À, trời ơi, ngại quá. Ủa sao Dứa lại biết sao là người yêu của Dứa vợ? Trời ơi, núp kỹ vậy mà vẫn thấy luôn á trời. Đúng thì là idol của tôi. Mặt trời cưng quá à. Sao có... Trời ơi, yêu xuống hơn cả bầu trời luôn á. Trời ơi, tại sao tạo hóa có thể tạo ra một con người mà dễ thương đến mức như vậy trời. Ơi ơi ơi, Su nghe. Ủa mà sao nghe mic của Dứa vọng vọng nhờ. Ơ, à, Su thấy lạ lạ nhờ. Alo, Dứa ơi. Sao vậy? Sao vậy? Wow. Ơ, cái gì? Trời trời, à, con trai ơi, trời ơi. Hé, Dứa là con trai. Trời ơi, hết hồn. Ê, Dứa, 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 Dứa. Con người đi, chết, 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 con người, con người. Ê, ê. Dứa là con trai á. Trời ơi, chứ giờ Dứa có tự là con gái cơ. Trời ơi. Ừ, có chứ, mẫu nè. Cho Dứa mẫu nè. Trời ơi, trời ơi. Cưng làm sao bằng Dứa được. Đi 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 nào đi nè. Dứa ơi, hay là chơi với Su vừa nói giọng thật luôn đi. Đừng có nói giọng. Bây giờ là đưa Su vào. Đưa Su đi tìm đường vào trái tim Su đấy. À, trời ơi, trái tim Su luôn mở cửa để Dứa vào nè. Thầy ơi, sao mình hợp nhau quá nhờ. Thế mà không gặp được nhau sớm hơn. Giờ mới gặp. Tại Su trốn kỹ quá mãi mới tìm được. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Ôi, có trốn kỹ đâu. Ôi ơi, sao lại dược Su như thế. Ai có người á. Thầy ơi, Dược bắn hay quá à. Không sao, từ lúc mà. Còn nữa nè. Thầy ơi. Đi rồi, đi rồi. Thầy ơi. Đó, Dứa ơi, Dứa đây nè, bảo vệ Su cả đời được không? Wow. Ra cái đôi yêu quá à. Mà không cài Dứa ơi, hôn không? Trời. Ôi ơi, Dứa biết vậy cái đó hả? Dứa chỉ Su vậy mới được không? Alo. Nhưng mà Su không biết bắn cái đó. Ui, ở trên kia có người kìa Dứa ơi, quay lại giúp nó luôn. Chạy chậm thôi, ơi, thôi để tôi chạy sau Dứa nha. Đi, đi nè, đi nè. Đi nào. Ôi, chỉ cần nó hơi lại để Dứa nó. Wow. Nó gục rồi Dứa ơi. Nãy xuống mới thấy có hai thằng ở bên kia nó bắn nhau mà ta. Ôi ơi, bạn. Ôi, ơi nó bắn Su kìa Dứa ơi. Ôi, nó bắn Su kìa. Này thì bắn Su gục chưa? Chưa, từ từ. Để tôi qua tôi công nó luôn nha. Ủa, nó gục.
Ủa trời ơi, nó nằm xuống, tôi tưởng đâu nó gục rồi luôn á. Cô gái của tôi bắn kinh chưa? Giờ học theo giữa. Giữa ơi, bạn nói đi sao đi, bạn nói đi. Trời ơi, hạnh phúc quá à. Hãy mình nhờ bạn nhớ. Đi tay đây nè, ui, nó đi. Ây ôi, ây ơi, nó được rồi. Giữa ơi, giữa tiền xưa đi. Chơi chỗ tiền này tiền xưa đi. Đâu rồi? Thấy rồi nhé. Nút kỹ thế mà sao còn thấy á. Ôi, kỳ quá à. Đi đi nè. Trời ơi, ngại quá nha. Dưa nói cầy ngại quá. Cầy ngại quá. Đi đi nè. Hai đứa mình xong hết cái đoạn đồ. Alo Dưa ơi, mình được tấm 1 rồi nè. Ai... Ok ok, ra các bạn nè. Ok mọi người, giờ mình sẽ các bạn mình chơi Dưa thêm ván nữa mọi người. Bye bye mọi người.